Netizen Đài Loan và Trung Quốc đắm chìm trong sự xinh đẹp và thông minh của thiếu nữ trên đường phố Việt Nam. Loa Phường 4.0 xin chào các bạn. Các bạn thân mến, bấy lâu nay mình cứ tưởng rằng chính phủ Trung Quốc chỉ nhốt người dân của họ trong các trang mạng xã hội như là Weibo, Dưa Hấu, Douyin thôi chứ. Thế mà thật không ngờ, thời gian gần đây bằng một cách thần kỳ nào đó, các pháp sư Trung Hoa đã càn quét khắp nơi trên YouTube rồi các bạn ạ. Trong số đó có rất nhiều video bàn tán về Việt Nam chúng ta, chẳng hạn như video này. Video do một cô gái Trung Quốc đăng tải với dòng tiêu đề rất bánh cuốn. Ở Hà Nội, Việt Nam, tôi gặp nhiều phụ nữ Việt Nam xinh đẹp mặc áo dài. Sau khi xem video, rất nhiều netizen Trung Quốc và thậm chí là Đài Loan, Hồng Kông đã nhảy vào đua nhau mổ xẻ nhan sắc và trí tuệ của các cô gái Việt xuất hiện trong video. Vậy họ đã có những nhận xét hài hước và vô tri như thế nào? Trong video hôm nay, chúng ta hãy cùng xem nhé! Nhưng trước hết, hãy dành vài giây nhấn nút like và đăng ký kênh Loa Phường 4.0 để chúng mình có động lực làm nhiều video chất lượng hơn nha. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Đầu tiên, chúng ta hãy cùng gặp gỡ với một cô gái Trung Quốc có tên tiếng Anh là Mia. Cô ấy là một blogger du lịch nổi tiếng ở Trung Quốc, dành rất nhiều năm đi khám phá khắp nơi trên thế giới. Cách đây 2 tuần, Mia đã có chuyến đi đến Việt Nam và ở thủ đô Hà Nội. Cô ấy đã có những cuộc gặp gỡ rất thú vị. Nhân lúc này, Mia đã quay lại video và đăng tải lên YouTube cho mọi người cùng xem. Sau đây mình sẽ dịch lại lời thuyết minh của Mia, mọi người cùng lắng nghe nhé. Xin chào các bạn, đây là Mia và Alex. Chúng tôi là một cặp đôi Trung Quốc đang đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Hôm nay chúng tôi đang đến thủ đô Hà Nội của Việt Nam. Tại đây chúng tôi đã gặp rất nhiều cô gái Việt Nam xinh đẹp bên ven hồ Hoàn Kiếm ở Hà Nội. Một trong những người đẹp còn có thể nói tiếng Trung Quốc rất lưu loát. Hãy nhìn những người đằng kia, họ đều mặc áo dài. Thật khó tin khi tất cả các cô gái này đều mặc áo dài trong thời tiết lạnh như vậy. Họ thực sự rất đẹp. Tôi cũng muốn thuê một chiếc áo dài để chụp ảnh như vậy, nhưng trước hết hãy nói chuyện với họ nhé. Nói là làm, ngay sau đó Mia đã tìm một vài các cô gái Việt Nam và bắt đầu trò chuyện với họ. Thực sự mà nói thì các bạn nữ Việt Nam trong tà áo dài rất xinh đẹp và cuốn hút. Hơn nữa, một số bạn còn có khả năng nói hai ngoại ngữ là tiếng Anh và tiếng Trung. Mia nhận xét, chưa bao giờ tôi đến một quốc gia có nhiều con gái đẹp và tài giỏi như vậy. Hơn nữa, họ còn rất yêu nước và rất yêu quý tà áo dài đang mặc trên người. Tiếp sau đó thì Mia còn di chuyển vào sâu trong thủ đô, khám phá những địa danh nổi tiếng như là Lăng Bác hay xóm cà phê đường tàu. Chuyến đi khép lại và Mia vô cùng hạnh phúc vì những trải nghiệm vui và những người tuyệt vời mà cô đã gặp. Đến nay, video của cô gái Trung Quốc Mia đã thu về 112.000 lượt xem dù chỉ mới đăng tải cách đây khoảng 10 ngày. Bên dưới video là rất nhiều comment của netizen Trung Quốc cũng như là Hồng Kông và Đài Loan. Vậy họ đã nói những gì thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng xem. Là con gái nhưng tôi không thể rời mắt. Áo dài Việt Nam đẹp quá. Con gái Việt Nam rất giàu có, nhiều người sở hữu nhà lầu xe hơi khi tuổi còn nhỏ. Con gái có điều kiện học múa, học piano, học ngoại ngữ từ sớm. Một người bạn của tôi là người Việt và cô ấy thật hoàn hảo. Việt Nam sản sinh ra nhiều phụ nữ đẹp và giỏi. Đất nước hoa hậu phải là Việt Nam chứ không phải là Venezuela. Mặt mộc còn đẹp hơn trang điểm nhiều nữa. Nói chung các bạn gái rất đẹp, thông minh. Nhưng nhìn các bạn đứng dưới trời lạnh thấy tội nghiệp quá. Nếu ở đó tôi sẽ tặng cô ấy một chiếc áo khoác. Có gì mà phụ nữ Việt Nam không làm được không? Nói tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung đã có thể đi khắp thế giới. Các bạn gái này có thể thi Hoa hậu Trung Quốc và giành giải nhất. Thật kỳ lạ, nhìn phụ nữ Việt Nam đứng ở chỗ nào cũng đẹp, ai ai cũng đẹp đều như nhau. Chúc Việt Nam luôn luôn toàn thắng, hoặc các bạn có thể dùng mỹ nhân kế khi chiến đấu trong chiến tranh. Tôi đến Hà Nội, Việt Nam vào mùa thu năm 2016. Thành thật mà nói thì tôi thấy các nữ sinh viên đại học ở Hà Nội, Việt Nam, họ có làn da đẹp và dáng người mảnh mai, mặc trang phục áo dài dân tộc Việt Nam thực sự làm nổi bật vóc dáng của họ. Con gái Trung Quốc tô son và lắc mông, con gái Việt Nam mặc trang phục truyền thống và học ngoại ngữ giỏi. Việt Nam cũng là một nước cộng sản như Trung Quốc, nhưng xét về tổng thể, môi trường ở Việt Nam, người dân Việt Nam tự do, vệ sinh, sạch sẽ, nhiệt tình, tốt bụng, nề nếp, lịch sự và an toàn hơn người Trung Quốc. Vì vậy, người nước ngoài cũng thích đến du lịch Việt Nam, toàn bộ nền kinh tế phát triển sẽ sớm vượt qua Trung Quốc. Hay đến với thành phố Hồ Chí Minh, bạn sẽ thấy một New York thu nhỏ, phụ nữ ở đó nóng bỏng và sôi động hơn, họ làm chủ và rất giàu có. Video hôm nay rất hay, tôi cho bạn 100 lượt thích. Nó có lịch sử, văn hóa, cảnh đẹp và cảnh địa phương chân thực. Những cô gái xinh đẹp và đầy trí tuệ là không thể bàn cãi. Những ai chưa có bạn đời nên lấy con gái Việt Nam làm vợ, tôi cảm thấy họ đều là mỹ nữ, họ xinh đẹp nhất, họ có khí chất cao quý, đảm đang và tài giỏi. Trong các cuộc thi hoa hậu, vẻ đẹp của phụ nữ Việt Nam thật khó rời mắt. Tôi vừa tìm được một cô bạn gái người Việt mà tôi đã gặp ở Hồ Chí Minh. Chúng tôi cùng nhau đi chơi, hẹn hò. Mãi về sau tôi mới biết cô ấy có cuộc sống khá giàu có ở Việt Nam. Việt Nam có nghèo không? Nhiều người Trung Quốc muốn tìm cô dâu Việt. Luôn có người cho rằng chỉ có thể trả một ít tiền là có thể tìm được gái Việt. Xem video xong tự nhiên muốn cưới vợ Việt Nam. Đàn ông Trung Quốc đẹp trai, rất hợp với các bạn nữ Việt Nam.
Ở Việt Nam có rất nhiều công ty mai mối, đặc biệt là những người đàn ông lớn tuổi độc thân ở Đài Loan. Các công ty mai mối tổ chức các khóa đào tạo tiếng Trung ngắn hạn cho phụ nữ Việt Nam và nhiều người trong số họ đã bỏ trốn sau khi kết hôn ở Đài Loan. Gái Việt Nam chỉ đẹp ở bề ngoài thôi, đừng phát cuồng như vậy. Mình đã gặp một nữ phát thanh viên người Việt trên TikTok lừa đảo và cướp tiền của người khác. Phụ nữ Việt Nam không trò chuyện, hầu như họ chỉ cúi đầu chơi điện thoại di động. Người Việt có nét giống như Mã Lai, nhìn họ nhỏ xinh và khá lùn, người Trung Quốc vẫn đẹp hơn. Việt Nam tiêu dùng cao, phụ nữ rẻ tiền. Ở làng chúng tôi có một người đàn ông có vợ 21 tuổi mua từ Việt Nam về. Chỉ cần có tiền là có thể mua được vợ Việt Nam. Khi đến Đông Nam Á, tại sao không đến Singapore, Malaysia và Thái Lan mà lại đến Việt Nam? Quốc huy của Việt Nam cũng giống quốc huy của Trung Quốc quá. Tôi đề xuất bạn hãy giới thiệu Việt Nam không có mạng, không có điện. Nội dung đó rất thú vị với tôi. Tôi từng nghĩ giới trẻ Việt Nam chịu áp lực từ tiền thuê nhà. Giá thuê nhà ở các thành phố lớn ở Việt Nam rất đắt đỏ. Nhưng khi xem video này, tôi không thấy một chút áp lực gì. Hồ Chí Minh và Hà Nội chắc chắn không hề nghèo, những cô gái ở đây có mức sống vô cùng tốt. Ban ngày đi làm, tối về đi chơi với bạn bè, nhiều người trong số họ còn rất giàu và giỏi khi một tay làm nhiều nghề khác nhau. Việt Nam đang phát triển, cây mới, cây cũ đan xen nhau, hơi hỗn loạn nhưng rất vui. Tôi chỉ ước được chạy xe máy quanh thành phố cả ngày. Sảng khoái và tiện lợi hơn là đi xe Grab, từ một người Đài Loan đang làm việc tại Việt Nam. Mia, bạn là một trong số rất ít người Trung Quốc hiểu rõ về văn hóa, lịch sử Việt Nam. Hầu hết người Trung Quốc đều nghĩ sai về đất nước hàng xóm này và nói rằng phụ nữ Việt Nam rất xấu xí và dễ mua chuộc bằng tiền. Thực ra, người Việt Nam không nghèo, chỉ do tỷ giá đồng Việt Nam thấp và điều đó kích thích ngành du lịch phát triển. Họ đều trông rất sang trọng và mỹ miều vô cùng. Việt Nam không nghèo, nông thôn có nhiều người giàu. Những cô gái ở nông thôn Việt Nam ngày nay đi lên thành phố học rất nhiều, thậm chí họ còn đi du học nước ngoài. Vừa rồi chính là những bình luận tiêu biểu nhất của cư dân mạng mà mình đã tổng hợp được bên dưới video của Mia. Các bạn thấy sao? Còn mình có một số suy nghĩ như thế này. Phụ nữ Việt Nam chúng ta luôn luôn là như vậy, duyên dáng, xinh đẹp và rất tài giỏi. Đây không phải lần đầu netizen nước ngoài bị hút hồn bởi các cô gái Việt và cũng từ đó mà nhiều người ôm mộng đem tiền sang Việt Nam cưới vợ. Nhưng mà xin lỗi nhá, mây tầng nào gặp mây tầng đó thôi. Nhiều ông anh Trung Quốc đem số tiền sang Việt Nam đòi mua vợ rồi phải ra về trong sự cay đắng. Đơn giản là vì ngày nay, con gái Việt rất chú tâm đến việc học tập, trau dồi bản thân. Không chỉ là vẻ bề ngoài mà còn vẻ đẹp của trí thức bên trong nữa. Có rất nhiều bạn gái còn mang về vinh quang cho đất nước, là niềm tự hào của gia đình. Hình ảnh con gái Việt mặc trên mình tà áo dài đã làm xuyến sao không biết bao thế hệ. Vừa tinh tế, dễ thương, lại vừa thể hiện tinh thần dân tộc rất cao các bạn nhỉ. Hy vọng rằng người Việt Nam chúng ta dù già trẻ, lớn bé, dù nam hay nữ cũng sẽ luôn phấn đấu hết mình, sống vui, sống đẹp. Để đưa hình ảnh Việt Nam ngày càng đẹp hơn trong mắt bạn bè quốc tế. Còn các bạn thì sao? Có cảm nhận thế nào sau khi xem video này? Hãy bình luận ngay bên dưới những quan điểm của các bạn nhé! Đến đây thì Loa Phường 4.0 phải nói lời tạm biệt đến tất cả các bạn. Chúc các bạn có những phút giây xem video vui vẻ. Đừng quên cho mình một like, một comment và đăng ký kênh để mình có nhiều động lực làm thêm nhiều video hay hơn nữa nhé! Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!